me do it. Very sounds bad. Khoa tài chính, trường Paris 10. Passion của em là gì? Mình thích chăm sóc cây cảnh, thích chơi với trẻ con và đặc biệt là rất thích đọc sách. Sau này em định làm gì? Mơ ước của mình là trở thành một giảng viên đại học ngành kinh tế.